Hello các bạn, lại là Trey. Ngày hôm nay mình sẽ ăn thử một nhà hàng rất là đặc biệt. Nhưng trước khi ăn, mình phải tải quần áo này và đến nhà hàng. Đây, mình sẽ gọi bạn mình là Doraemon để đến nhà hàng phải tải quần áo siêu nhanh. Alo Doraemon à? Đến rồi. Nhà báo bây giờ kìa. Đây, ok các bạn, mình thay quần áo rồi. Bây giờ mình sẽ vào nhà hàng để xem có gì đặc biệt nhé. Đi thôi. Ok các bạn, trang trí của nhà hàng này là mình kiểu là mình không thể giải thích bằng miệng được. Các bạn phải mang đôi mắt của các bạn để xem nhé. Menu này có nhiều món ăn, rất là khó để chọn luôn. Mình sẽ hỏi nhân viên nhá. Xin chào anh. Hello em. Rất chào mừng anh đến với nhà hàng của em. Ừ. Vâng, không biết anh ngồi một tư vấn về món gì không? Để em tư vấn cho anh vài món nhá. Ok em. Dạ. Về thứ nhất là món đặc trưng của bên nhà hàng em là chuyên về cá hồi và cá tầm. Đặc biệt là cá hồi nhà em chuyên về gỏi, lẩu. Ok. Cá tầm nhà em thì sẽ chuyên về các món nướng và các món lẩu chiên. Ok. Rang muối. Đó, nhà em còn có thêm cả món gà nướng đây. Món gà nướng tiêu dùng khá là ngon. Ok. Đặc biệt. Ngoài ra còn có cả thêm món bò tơ này. Món mang chúc sạc là món kết hợp. Ok luôn. Thế thì anh sẽ chắc là theo ý kiến của em nhá. Dạ vâng. Thế thì em xin lên cho anh những thực đơn, ví dụ là món bò tơ nhá, món cá tầm nướng và món mang chúc sạc. Được của nó luôn. Ok. Nghe quá được. Vâng. Tiếp theo em sẽ lên cho anh thêm một bình rượu nữa để theo phong cách của các hào hán. Bình rượu luôn. Và bát luôn. Ok luôn. Ok anh nhá. Rượu. Ui, sợ nhưng mà chắc là ok. Dạ. Vâng, cảm ơn em nha. Đây bây giờ mình sẽ đợi đồ ăn lên. Thưởng thức nhé. Đồ ăn đã lên rồi anh em ạ. Có nhiều món ăn thế. Gà đồi nướng này, cá tôm xào nấm, cá tôm sống ăn nở, cá tôm chiên muối này, cá tôm nướng, cuối cùng là măng chúc và đừng quên rượu. Bây giờ chúng ta cùng thưởng thức nhé. Mở ra bạn ơi. Lần đầu mình thử ăn cá tôm. Bây giờ mình sẽ thử tất cả các món cùng lúc là cá tôm đang sôi trong bếp này. Này là cá tầm xào nướng này các bạn ạ. Này, đẹp chứ. Này, ui, hương vị của cá tầm siêu độc đáo luôn, thật quá được. Cá tầm chiên muối này, thử đây nhá. Ôi giời, đỉnh của đỉnh thật. Này giòn giòn hoàn hảo luôn, ngon hơn cá hồi chiên này. Rất là bùi. Chuẩn bị cuốn cá tầm nướng, không cuốn đẹp đâu các bạn ạ. Mình sẽ cho vào nước mắm nêm cho hương vị đỉnh hơn. Là hương vị đáng của rau cải này, quá tuyệt vời. Với cá tôm và tất cả rào còn lại đấy, và mà mom nêm quá hợp gu rồi. Người ta bảo là trước khi ăn thịt bê phải uống rượu đấy, kiểu là khinh lão đặc tọ. Chú thôi các bạn à, vô các bạn à đấy. Để nuốt nó quá êm, nó không nặng, nó quá ngon luôn. Thật cho mình nghe vì mình phải xé chân của bạn. Ok đi luôn. Xé đi. Thơm. Gà này có nhiều nước. Sừng hết cả người. Này, hãy chớp đi. Ngon. Quá được của nó.
sủ. Nở lâu cả tầm chín rồi các bạn ạ. Nhưng đừng quên rào. Này. Cả tầm lỡ cả tầm. Cá tầm khá là mềm. Cả xương của cá đâu. Nóng. Nhưng xương hết cả người. Giờ các bạn thì mình sẽ thử mang chút. Đúng rồi. Có hương vị, nhìn tỏi rất là thơm và măng rất là mềm. Ở trong tất cả món ăn này, nếu mình phải chọn một món ăn mình thích nhất, nó rất là khó. Nếu các bạn có tò mò thì sang đây luôn nhá. Đây là không gian rất là đẹp và phục vụ siêu tốt. Và đương nhiên rồi, món ăn rất là ngon. Chắc chắn là sau này mình sẽ rủ các bạn của mình để sang đây đi ăn luôn. Nếu các bạn thích video này, đừng quên tìm cho mình nhá. Và mình sẽ gặp các bạn trong video tiếp luôn. Ok, goodbye các bạn. Woo!